Chào mừng quý các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Nai Quê Tôi. Hiện nay tôi đang có mặt tại khu vực Thủy Điện Trị An. Ngày hôm nay thì kênh Đồng Nai Quê Tôi gửi đến quý các bạn một địa điểm chúng ta có thể đến tham quan du lịch cắm trại. Đó chính là Hồ Bà Hào. Ở đây là đường chúng ta đang di chuyển vào khu Mã Đà để tiến vào Hồ Bà Hào. Và từ chợ Mã Đà, quý vị các bạn rẽ tay trái đi khoảng 20 cây số nữa thì chúng ta sẽ đến được Hồ Bà Hào. Dọc theo cung đường chúng ta sẽ bắt gặp được những cánh rừng thuộc rừng Mã Đà rất là đẹp và xanh mướt. Đây được xem là tuyến đường rất là thiên nhiên quý vị. Chúng ta có thể đạp xe và đi dọc xung quanh cánh rừng Mã Đà này sẽ là một trải nghiệm đầy thú vị khi chúng ta đặt chân đến đây. Mùa này nếu như quý các bạn đến đây thì chúng ta sẽ bắt gặp được những cây bông cỏ đã chuyển màu vàng. Đây cũng là thời điểm mùa thu. Không cần đi đâu xa, chúng ta đến đây chúng ta cũng cảm nhận được một không khí mùa thu tại Đồng Nai rất đẹp. Những cung đường như thế này mà quý các bạn không dừng lại để chụp hình thì thật là đáng tiếc. Một cung đường rất là đẹp quý vị, có màu xanh, màu vàng, có màu xanh của mây và màu trắng của trời kết hợp với những cây bông cỏ màu vàng và xen lẫn là khu rừng Mã Đà màu xanh rất đẹp. Sau khi trải nghiệm một cung đường rất là đẹp thì tôi đã đến được ngã ba Bờ Hào. Tại đây có hồ Bờ Hào rất là đẹp, nếu như quý bạn đi thẳng khoảng 3 cây số nữa thì sẽ có đường dẫn chúng ta vào Trung ương cục miền Nam hay còn gọi là 9 khu D quý vị. Vào đây thì chúng ta có thể tham quan được hai địa điểm, một là hồ Bờ Hào và hai là tham quan 9 khu D. Và sau khi đi dọc cánh rừng Mã Đà khoảng 20 cây số thì chúng tôi đã đến được khu du lịch sinh thái Hồ Bà Hào. Khu du lịch sinh thái Hồ Bà Hào có diện tích là hơn 400 hecta, nằm tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Từ đây cách trung tâm thành phố Biên Hòa khoảng 50 km và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là 80 km, với nhiều loại hình du lịch cũng như vô số những trò chơi giải trí được ưa chuộng như du thuyền, câu cá, picnic và các hoạt động thể thao gắn với khu di tích lịch sử 9 khu D Hồ Trị An, đảo Ó Đồng Trường. Ở đây thường có các món ăn đặc sản như là cá bốc tượng, cá lăng. Hiện nay khu du lịch Bờ Hào đang được đầu tư để trở thành khu du lịch thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan. Lúc này thì tôi đang di chuyển vào hướng ra khu hồ Bờ Hào. Và đặc biệt ở đây có một cái hồ sen. Hồ sen ở đây rộng khoảng 10 hecta, nằm song song với đập Bà Hào. Nước chảy vào hồ sen như một con kênh nhỏ không ngừng. Trong hồ có vô số những loài cá khác nhau, rất thích hợp cho những chuyến dã ngoại câu cá.
Ngoài ra thì ở đây còn có công viên tượng đá, có rất nhiều tượng đá với nhiều hình thù khác nhau. Cây cối ở đây thì xanh mướt, rất thích hợp cho chúng ta trong những chuyến đi dã ngoại picnic. Và sau khi đi được một đoạn thì chúng tôi đã đến được khu vực Hồ Sen. Đến đây thì quý các bạn có thể mua thức uống, ra đây ngồi ngắm cảnh và thưởng thức không khí trong lành. Ở đây rất là đẹp và thiên nhiên. Đầu tiên thì xin mời quý các bạn cùng nhìn ngắm toàn cảnh khu vực Hồ Sen và Hồ Bà Hào từ trên cao. Sau khi quý các bạn ngắm toàn cảnh khu vực Hồ Sen và Hồ Bờ Hào từ trên cao thì quý các bạn thấy là phong cảnh thiên nhiên ở đây rất là đẹp và rất là hoang sơ, có một cánh rừng mã đà rất là rộng. Mùa này là đầu tháng 12, cũng là mùa đông rồi, nên là quý các bạn thấy là sen ở đây cũng không có nhiều. Tuy nhiên là nếu như quý bạn đi vào tháng Tết khoảng tháng 2, tháng 3 thì sen sẽ nở rất là nhiều và cái hồ sen này rất là đẹp. Hồ sen này thì có diện tích rộng khoảng 10 hecta. Và lúc này thì quý vị thấy là sen cũng đã chớm, bắt đầu ra lá và có một số cái hoa trắng trắng điểm thêm. Đến đây thì quý các bạn có thể mang theo những cái đồ ăn nướng đến đây ngồi
nướng đồ ăn và ngắm view hồ cũng rất là thú vị. Ở đây thì có một cây cầu tre nối liền từ bên đây qua bên kia của cái hồ. Đây là quý vị, cầu tre lắc lẻo gập gần khó đi, và cây cầu tre này cũng đã hư rồi quý vị, có một số đoạn nó bị sập xuống. Cái này đúng là gập gần khó đi luôn, cái này mà đi xuống là té sấp mặt. Đến đây thì quý bạn có thể cắm trại ở những cái lều được thiết kế giống như ở các nước Tây Á. Mình đang làm món gì á? Mình đang chiên gà. Gà gì vậy? Em làm món gì? Gà gì? Gà sốt cà ri. Gà sốt cà ri. Để lửa nhỏ lại kìa, coi chừng nó khét kìa. Đó. Sốt cà ri xong thấy cà ri gì vậy con? Em bỏ chung. Có ướp gà với cà ri không? Cái này mình thi hả? Bao nhiêu phút hả con? 15 phút. Tụi con làm món gì á? Đúng rồi, bỏ cái ấy vô, bỏ cái đó vô. Tụi con ăn nấu cơm mà. Dạ không. Đi cái này ra bỏ vô rồi chạy nè. Bỏ đi. Chạy là chạy. Không có mở được. Đi. Tụi con đang làm món gì á? Dạ con là phụ tá nên là khỏi mấy bé này nè. Cái này món gì? Dạ cái đó con không biết là ủa? Là món gì? Mì. Mì hả? Dạ cái này tụi con làm lẩu kim chi. Lẩu kim chi. Nấu này ngon không? Mà con làm thấy ngon không? Sau khi tham quan các bạn cắm trại thì lúc này tôi đã di chuyển ra đường hướng ra hồ Bà Hào. Nhìn từ trên cao thì quý các bạn thấy là toàn cảnh khu vực hồ Bà Hào có một không gian thiên nhiên rất đẹp. Ở đây thì có một số người đến để câu cá. Chỗ này mà quý các bạn đứng chụp hình thì sẽ là một cái view rất là đẹp. Và tại đây có một cái điểm nhấn là quý các bạn có thể nhìn thấy ở đây một cái đường để đi qua bên một cái đảo nhỏ, giống như một cái đường mòn nhỏ xíu rồi quý vị, nhưng mà rất đẹp. Quý các bạn có thể ra khu vực chỗ này để ngồi câu cá và uống nước thư giãn. View chỗ này có xứng đáng là view triệu đô quý vị, nhìn rất là đẹp và rất là lãng mạn. Đi thẳng con đường này thì chúng ta sẽ ra được cái bến có một số cái thuyền họ đánh bắt thủy hải sản ở đây.
Từ trên hồ chúng ta nhìn xuống hồ sen thì cũng là một cái view rất đẹp để chúng ta có thể ngồi thư giãn. Và đến đây thì tôi xin phép dừng video đây, hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như quý các bạn yêu mến kênh Đồng Nai của tôi, quý các bạn có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai của tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại.